Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu quá trình lão hóa của chó, trong khi thử nghiệm một loại thuốc có thể làm chậm quá trình già nua nơi chó và cả nơi người. Đứng đầu bởi các nhà khoa học tại Đại học Washington và Đại học Texas A&M, dự án lão hóa chó kéo dài nhiều năm nghiên cứu vòng đời của chó thông qua dữ liệu sức khỏe mà chủ nhân của khoảng 44.000 con chó nhiều giống khác nhau, nhiều độ tuổi khác nhau trên khắp nước Mỹ thu thập. 500 con chó trong đó sẽ tham gia thử nghiệm rapamycin, một loại dược phẩm thường được sử dụng trong điều trị ung thư và cấy ghép nội tạng, từng được chứng minh là làm chậm quá trình lão hóa nơi chuột trong nghiên cứu trước đây. Cuộc thử nghiệm lâm sàng rapamycin kéo dài cả năm sẽ là cuộc nghiên cứu mà trong đó cả người thực hiện và người tham gia đều không rõ ai đang được nhận liệu pháp điều trị nào trong chương trình thử nghiệm. Đây cũng là cuộc thử nghiệm lâm sàng với đối chứng là giả dược nhằm phân biệt hiệu quả của thuốc thật. Cuộc nghiên cứu này tập trung trên các loại chó cỡ lớn từ 7 tuổi trở lên. Rapamycin dường như làm thay đổi quá trình trao đổi chất của động vật. Điều này có thể kéo dài tuổi thọ của động vật. Theo tiến sĩ Gina A.E.T., trợ lý giáo sư lâm sàng tại Trường khoa học y sinh và thú y thuộc Đại học Texas A&M. The drug itself has some really unique properties. Thuốc làm giảm mức độ căng thẳng về cơ bản trên cơ thể và cách chúng ta giải thích căng thẳng từ cấp độ tế bào. Chúng tôi nghĩ rằng theo thời gian, điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình lão hóa của chúng ta. Có rất nhiều bằng chứng thực sự tuyệt vời từ các mô hình động vật nhỏ và đây sẽ là cái nhìn toàn diện nhất, lớn nhất về loại thuốc này trên các mô hình động vật lớn hơn như chó. And decreases oxidative stress, and we think that over time this could influence how we eat. Vào tháng 4 thì Jack, một chú chó 10 tuổi lai giữa giống Golden Retriever và giống chó chăn cứu Úc đã được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện động vật nhỏ của Đại học Texas A&M ở College Station, Texas để tham gia cuộc thử nghiệm rapamycin. Virginia William, chủ nhân của Jack, là bác sĩ thú y sống ở Lago Vista, Texas, cho biết Jack bắt đầu có biểu hiện già đi nhưng vẫn có một cuộc sống khỏe mạnh. Tôi nhận thấy nó già đi, không nhảy vô nhảy ra khỏi xe dễ dàng như trước đây, nhưng nó có sức khỏe rất tốt. Chúng tôi tập thể dục hàng ngày cùng nhau và nó có chất lượng cuộc sống tuyệt vời. Tiến sĩ AET cho biết nếu rapamycin hứa hẹn kéo dài tuổi thọ của chó và vượt qua các rào cản pháp lý cần thiết để được phê duyệt, thì nó có thể được con người sử dụng như một loại thuốc chống lão hóa trong tương lai, do giữa chó và người có một số điểm tương đồng. So dogs are a great model. They are equally heterogeneous as people. So people have this very. Chó là một hình mẫu tuyệt vời. Chúng cũng phức tạp như người. Con người có kiểu hình rất thay đổi. Chúng ta nhìn vào mọi người và thấy rằng họ trông khác và họ hành động khác. Họ sống ở những nơi khác nhau và chó có những thuộc tính tương tự như thế, rất đa hình vạn trạng. Và vì thế, chúng cũng có tâm sinh lý rất giống con người. Cho nên, chó có thể là một mô hình lý tưởng cho sự lão hóa nơi con người. And so we hope to then be able to expand these findings to help people as well as dogs.